Hơn nữa là chi tiết ngọc rồng là nhà em hoàn toàn là dát vàng hai cái viên ngọc rồng này. Đấy, và cái mặt nguyệt này nhà em cũng dát vàng các bác nhé. Và chất liệu vàng ở đây nhà em làm là hoàn toàn từ chất liệu vàng 24K. Xin chào các bác ạ. Trước mặt em đây là một bộ đỉnh ngũ sự rồng nổi mẫu mới nhất và duy nhất xưởng Tường Phát nhà em mới có các bác nhé. Và bộ đỉnh ngũ sự này nhà em làm hoàn toàn từ chất liệu đồng cát tút nguyên chất. Và ở đây nhà em sẽ làm cân nặng khoảng từ 30 đến 31 kg. Đỉnh có chiều cao là 65 cm và đôi hạc có chiều cao là 68 cm. Đôi chân nến có chiều cao là 47 cm. Đấy, và các cái chi tiết nổi bật nhất các bác có thể quan sát kỹ giúp em. Ở bụng đỉnh bên em sẽ đúc nổi một cặp rồng trầu mặt nguyệt. Và cặp rồng này nhà em sẽ đúc dày hơn, nổi hơn. Các cái chi tiết từ râu rồng hay tóc rồng và thân rồng vảy rồng, các bác nghệ nhân nhà em mài rũa rất là tỉ mỉ và sắc nét. Đặc biệt hơn nữa là chi tiết ngọc rồng là nhà em hoàn toàn là dát vàng hai cái viên ngọc rồng này. Đấy, và cái mặt nguyệt này nhà em cũng dát vàng các bác nhé. Và chất liệu vàng ở đây nhà em làm là hoàn toàn từ chất liệu vàng 24K. Đấy, và phần trên này ba chữ Phúc Lộc Thọ. Ba chữ Phúc Lộc Thọ này cũng dát vàng, và với cái sự tỉ mỉ kỳ công của bác nghệ nhân nhà em mới có thể dát vàng được ba cái chữ này nó sắc nét như này các bác ạ. Đấy, để đảm bảo làm sao nó cái chữ dát vàng này nó không bị nem ra bên ngoài này, hay là cái chất liệu vàng này nó được sắc nét vào ba chữ này các bác nhé. Đấy, và đặc biệt hơn nữa là hai tay mây này nhà em sẽ là các cái chi tiết vần mây uốn lượn rất là thần thái này, và cái tay mây này nhà em sẽ dập gấm các bác nhé. Dập gấm này rất là nổi bật và cầu kỳ hơn so với những cái mẫu cũ hay là những cái mẫu ở trên thị trường ấy, là tay mây này người ta sẽ để trơn các bác ạ. Đấy, và ở dưới đây là ba chân tam lân nhà em hoàn toàn đúc liền nguyên khối các bác nhé. Hai tay mây và ba chân tam lân này đúc liền nguyên khối này. Đấy, và lắp đỉnh này là sẽ có đúc nổi một cặp rồng song long cho một nguyệt. Lắp đỉnh này cũng đúc nổi một cặp rồng nhỏ các bác nhé. Đấy, và trên đây là cái phần nghê. Nghê nhà em sẽ làm nghê hóa lân vần cầu. Đấy, cái chi tiết nghê thì cái thân nghê này nhà em sẽ làm vảy nghê này. Đấy, và những cái chi tiết như là tai nghê hay là đuôi nghê uốn lượn rất là thần thái và đẹp các bác nhé. Đấy, để mà ra được một cái bộ đỉnh nó thực sự là trau chuốt và đẹp như thế này thì thực sự là có rất là nhiều cái sự nghiên cứu kỳ công của các bác nghệ nhân của xưởng Tường Phát nhà em các bác ạ. Đấy, và đôi hạc này nhà em sẽ là đôi hạc cánh tiên các bác nhé. Đôi hạc cánh tiên và hạc ngậm sen chùm rất là sắc nét và cầu kỳ các bác ạ. Cuối cùng là đôi chân nến. Đôi chân nến này nhà em sẽ là đôi chân nến đục chạm tứ linh hoa văn rất là dày dặn các bác nhé. Đấy, khi mà các bác mua một bộ đỉnh đồng của xưởng Tường Phát này, bên em sẽ là tặng các bác một cái sông trầm đồng, một sông trầm đồng và một hộp trầm hương xứ Huế. Hàng bên em sẽ miễn phí vận chuyển về tận nơi. Các bác kiểm tra hàng mẫu mã chất lượng đạt yêu cầu cũng như đầy đủ phiếu bảo hành có thông tin cơ sở địa chỉ sản xuất cũng như là dấu đỏ của xưởng bên em thì các bác mới nhận hàng và thanh toán tiền các bác nhé. Bên em sẽ bảo hành hoàn toàn về chất lượng đồng, không bao giờ bị hoen ố hay là bị xuống màu, nên các bác hoàn toàn yên tâm tin tưởng đặt hàng bên em. Bác nào có nhu cầu cần tham khảo hay cần tư vấn về bộ đỉnh đồng, các bác vui lòng gọi vào số hotline em ghi ở trên màn hình hoặc là các bác để lại số điện thoại. Anh chị em trong nhà em sẽ tư vấn cho các bác một bộ đỉnh phù hợp nhất. Em cảm ơn các bác ạ.